Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay: tỷ lệ Phó Tổng thống Hoa Kỳ Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Tổng thống tháng 11 đã tăng trở lại, đạt 50% trên nền tảng thị trường dự đoán phi tập trung Polymarket, ngang bằng với cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Trên thị trường với hơn 732 triệu đô la tiền cược, tỷ lệ thắng của Harris đã tăng trong suốt cuối tuần từ khoảng 46% vào thứ Năm lên mức cân bằng. Ứng cử viên của Đảng Dân Chủ đã dẫn trước Donald Trump 2 tuần trước, cho thấy tỷ lệ cược bầu cử vẫn rất khó đoán trong suốt tháng này. Trước đó, Trump đã nắm giữ đa số 72% vào ngày 16 tháng 7, trước khi Tổng thống Hoa Kỳ hiện tại Joe Biden rút lui và sau đó ủng hộ bà Kamala Harris. Trong số các tiểu bang dao động, Donald Trump đã vượt qua Harris ở Georgia, Arizona và Nevada về tỷ lệ cược bầu cử của Polymarket, trong khi Harris dẫn đầu Michigan và Wisconsin. Hai ứng cử viên hòa nhau ở Pennsylvania. Thứ sáu tuần trước, ứng cử viên của Đảng Độc lập Robert Kennedy Jr. đã tuyên bố rằng ông sẽ tạm dừng chiến dịch tranh cử năm 2024 và bày tỏ sự ủng hộ đối với Donald Trump, người mà ông có cùng quan điểm ủng hộ tiền điện tử. Trump đã tuyên bố là người ủng hộ tiền điện tử trong suốt chiến dịch tranh cử của mình, công bố một dự án tài chính phi tập trung có tên là The Defiant One do hai người con trai của ông lãnh đạo. Dự án này hôm nay đã đổi tên kênh Telegram của mình thành Work Liberty Financial. Ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa trước đó đã nói rằng ông hứa sẽ chấm dứt cuộc đàn áp phi pháp tại Mỹ đối với ngành công nghiệp tiền điện tử. Mặt khác, Harris vẫn chưa trực tiếp bày tỏ sự ủng hộ của mình đối với ngành công nghiệp blockchain và tiền điện tử, mặc dù cố vấn chiến dịch cấp cao của bà được cho là đã nói rằng Harris có kế hoạch ủng hộ các biện pháp hỗ trợ sự phát triển của ngành công nghiệp tài sản kỹ thuật số. Robert Kennedy Jr. tiết lộ rằng ông đã tạm dừng nỗ lực độc lập của mình vào Nhà Trắng để ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump. Động thái bất ngờ này được thực hiện trong một sự kiện ở Phoenix, Arizona, đánh dấu một thời điểm quan trọng trong bối cảnh bầu cử năm 2024. Trong khi Kennedy sẽ xóa tên mình khỏi các lá phiếu ở các tiểu bang dao động quan trọng, ông đã làm rõ rằng ông không hoàn toàn từ bỏ cuộc đua. Kennedy là người ủng hộ mạnh mẽ cho Bitcoin, định vị mình là người tiên phong trong số các ứng cử viên tổng thống trong việc ủng hộ tiền điện tử. Trước đây, ông đã đề xuất rằng chính phủ Hoa Kỳ nên mua Bitcoin để phù hợp với dự trữ vàng của mình, nhấn mạnh nhu cầu độc lập tài chính khỏi sự kiểm soát của chính phủ. Sự ủng hộ của ông đối với Donald Trump, người cũng đã thể hiện sự quan tâm đến Bitcoin, có thể báo hiệu một mặt trận thống nhất cho những người đam mê tiền điện tử trong phạm vi chính trị. Đảng Dân Chủ do Tổng thống Joe Biden và hiện là Phó Tổng thống Kamala Harris lãnh đạo từ lâu đã thụt lùi về mặt chính sách tiền điện tử. Trên thực tế, nhờ những nỗ lực tiếp cận và chuyển hướng sang tiền điện tử của cựu Tổng thống Donald Trump, nhiều người trong cộng đồng hiện nay đang hy vọng vào chiến thắng của Đảng Cộng Hòa khi cuộc bầu cử diễn ra. Nhưng quan điểm chống tiền điện tử đang thay đổi khi bà Kamala Harris đã tiếp cận các giám đốc điều hành trong lĩnh vực tiền điện tử gần đây để thăm dò ý kiến của họ. Theo giám đốc chính sách của Coinbase, Faria Asserat, ông đã tham gia một số cuộc thảo luận tập trung vào tiền điện tử với chiến dịch Harris gần đây. Ông tin rằng cuộc đối thoại này là bước đầu tiên quan trọng. Tôi đánh giá rất cao cách tiếp cận mang tính xây dựng của họ và sự tập trung của họ vào việc thúc đẩy đổi mới, việc làm bảo vệ người tiêu dùng tại Hoa Kỳ. Điều đáng lưu ý là Sirzat tiếp tục khẳng định rằng tuyên bố của Brian Nelson cũng là bước thứ hai đáng khích lệ theo hướng này. Cố vấn cấp cao của chiến dịch Harris đã tuyên bố rằng bà Harris sẽ giới thiệu và hỗ trợ chính sách đảm bảo các công nghệ mới nổi và ngành công nghiệp đó có thể tiếp tục phát triển. Tuyên bố của Nelson và những phản ứng tích cực ban đầu đối với tuyên bố này dường như cho thấy Harris và Đảng Dân Chủ có thể đã sẵn sàng cho bước ngoặt của riêng họ đối với tiền điện tử. Thời điểm có thể rất quan trọng ở đây, đặc biệt là vì nhiều người trong cộng đồng tiền điện tử không hài lòng với cách chính quyền Biden, đặc biệt là Gary Gensler của SEC, đã đối xử với loại tài sản mới nổi này. Hầu hết mọi người đều thấy rằng Đảng Cộng Hòa và Donald Trump dễ tiếp thu hơn với mối quan tâm của họ, đặc biệt là khi Trump gần đây đã ủng hộ lĩnh vực này. Rất nhiều người nắm giữ tiền điện tử là những người bỏ phiếu cho một vấn đề duy nhất. Đó là lý do tại sao các nhà phân tích chính trị trên toàn thế giới tin rằng một chính sách tiền điện tử cụ thể là hoàn toàn cần thiết. Có lẽ Đảng Cộng Hòa là những người đầu tiên nhận ra điều này. Đó là lý do tại sao hầu hết các nỗ lực tài trợ tiền điện tử trong chu kỳ bầu cử này đều hướng đến chiến dịch tranh cử của Donald Trump. Những nhân vật tiền điện tử nổi tiếng như anh em nhà Winklevoss đã huy động được hàng triệu đô la tiền điện tử cho Trump. Tương tự như vậy, các giám đốc điều hành khai thác tiền điện tử đã đến thăm cựu tổng thống tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông và hiện đang hứa sẽ huy động thêm hàng triệu đô la nữa. Về phần mình, Trump cũng chấp nhận quyên góp bằng tiền điện tử. Do đó, vẫn còn quá sớm để nói liệu chiến dịch tiếp cận mới nhất của Harris có mang lại tác động gì hay không. Nhưng thay đổi đầu tiên cho thấy sự ủng hộ của bà Kamala Harris đã tăng lên khi hai ứng cử viên có tỷ lệ cược chiến thắng ngang bằng.
Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.